Dạ Linh xin chào quý vị khán giả, ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Hiện tại thì Linh đang có mặt ở Enmon Bình Tân, ông bà cô chú các bạn. Thì tại vì hôm nay là chiều thứ bảy, Bảo Bửu được nghỉ học nên là Linh đưa Bảo Bửu đi ăn á. Tại vì bữa giờ lên đây chứ Linh chưa có thời gian để sắp xếp được đưa hai đứa đi ăn. Tại vì hai đứa ngày nào cũng học buổi tối hết trơn á. Thì hôm bữa giờ có nhiều khán giả góp ý Linh là nói là Linh không còn giống thôn nữ nữa. Tại vì do bữa giờ Linh ở thành phố nên là Linh ăn mặc không có mặc áo bà ba. Thì hôm nay Linh cũng bận áo bà ba để đi ăn luôn nè mọi người. Thì bây giờ Linh đang ở tầng 3, sẽ lên trên cái khu ẩm thực ở trên tầng 5. Trời, cái Enmon Bình Tân này nó còn lớn hơn cái Enmon Tân Phú bữa Linh đi ăn nữa. Bảo Bửu nhắc đường gì ba, có chừng gì ba lạc gì ba không biết đường xuống nha. Vậy là gì ba muốn đi bằng thang máy cho lẹ không? Thôi mình đi thang này đi để nhìn xung quanh. Tại vì hồi đó giờ dì ba cũng chưa có vô cái mon này lần nào hết trơn á. Dạ hôm nay là mình đi ăn mà con biết mặc cái mục trò mà làm cho dì ba hả mặt luôn. Là cái gì vậy? Dạ. Đâu con dẫn dì ba đi thử coi. Trời đó thì... Ủa chút nữa, chút nữa. Bây giờ thì sẽ đi ở đây, quá trời khu mua sắm. Có thể tặng dì ba một bộ đồ đẹp đẹp được không? Cái này dì ba chưa ăn lần nào. Đây là nhà hàng Khăn Lào. Khăn Lào là có nghĩa là theo phong cách Lào á chứ không phải Thái Lan. Cái này là mì udon của Nhật. Đúng rồi, tại vì ba sợ béo á. Thì ba ăn kim BBQ không? Kinh BBQ hả? Vì ba nếu như nghĩ con ăn kinh BBQ ăn gogi nó sẽ ổn hơn á. Tại sao? Tại vì thịt của Gogi vậy ba đánh giá là nó tươi hơn kinh BBQ. Ai ở này? Nhưng mà chị ba chưa ăn ở đây mà. Dạ ăn rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà nếu như mà con muốn thì vô đây. Ok con chọn ở đây đúng không? Dạ giờ là mình có chiều ăn, mình đang chọn biết chọn món gì ăn luôn. Quá trời món. Dạ giờ là mình quyết định là mình sẽ ăn sushi ha. Lâu một hồi lựa chọn thì Bảo với Bửu là quyết định là ăn sushi. Tại vì lâu lắm hai đứa cũng không ăn sushi nữa. Dạ. Nên là sẽ vô đây. Ok. Có quán bên này. Bây giờ thì Linh với Bảo Bửu sẽ đi vô ăn sushi nữa nha ông bà cô chú. Dạ, giờ là mình sẽ coi thực đơn chứ. Coi thực đơn. Mình thấy là nó cũng đủ loại á. Cũng có nhiều món á. Rồi thôi đi vô đây đi ha. Ok. Phan phan cho cô đặt bàn, đặt bàn ở đây hả? Bốn người á nha chị. Ok. Em có thể qua bàn bên kia ngồi được không ạ? Ok, chuyển qua bên kia đi con. Bàn này cho nó rộng. Hai đứa vô trong đi. Ok. Rồi. Cái bữa mà dì ba ăn chung mấy là mấy... Ở đây tháo khẩu trang ra được rồi con. Ok, ăn bữa nay. Ăn là phải khéo khẩu trang. Nhưng mà dì ba vẫn thích ăn cái quán mà dì ba đã sinh nhật cho bữa nay nhớ không? Thì mà quán ở đây cho nó xa quá. Đúng rồi. Bây giờ là tới quán rồi, hôm nay hôm bữa thì cũng ăn sushi rồi. Nhưng mà từ bữa dắt Bảo Bửu lên tới giờ thì Bảo Bửu chưa có ăn sushi. Nên là ba dì cháu hôm nay lại tiếp tục ăn sushi cùng bà cô chú các bạn. Em mượn menu đi chị. Dạ chị ơi là bây giờ đợi 45 phút mới có món. 46 phút, đâu có gì đâu. 45 phút. Bình thường không? Được chứ, bình thường mà. Hôm nay là Bảo Bửu đi ăn nên là Bảo Bửu sẽ chọn món nha ông bà cô chú. Hai đứa chọn món đi. Vô cái coi. Ủa chọn đi lên. Đây để gì ba để cái mic vô cái. Đây con chọn nha. Dạ. Nói chuyện lớn hơn. Con chọn cái phần kia kìa, cái phần dài luôn á, đừng có chọn những cái phần đó nó ăn không có ngon. Không ngon. À phần dài hả con quên. Cái này con gạch nha, cái này gạch. Phần dài. Ủa, cái này cơm nè mẹ. Đúng rồi, phần này nè. Lấy cho mình một cái mì udon thịt bò nha. Mì udon thịt bò. Mì udon. Ôi miếng lạnh mới ăn. Em
ơi, một phần, một phần đen, một phần xay cá hồi, 5 miếng nha. Mẹ chung để ý cái luôn. Mẹ chung để ý không? Rồi con lại gửi đi, rồi buổi nãy con nói là con ăn cái này phải không? Cơm cuộn rau quả phải không? Rau quả nha. Phải không? Không có thịt không mấy chị? Không có thịt đâu. Ờ, không có thịt đâu á. Ăn chay á. Ờ. Rau quả thôi đó. Mấy đứa ăn tempura không? Cái tôm chiên giòn nè, có muốn ăn không? Ờ, cơm. Vậy mà sao nãy không kêu cho một phần này luôn? Tempura cũng rồi, được rồi, đủ rồi đó, đủ rồi, đủ rồi. Đủ chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Có salad rồi đúng không? Rồi rồi, đủ rồi đó. Cho em thêm nhiêu đó đi, lát em cần em order thêm ha. Xin đọc lại của mình là sashimi bụng cá hồi 5 miếng, dạ. Sashimi gạch tường với một tempura tổng hợp. Rồi, em cảm ơn ạ. Đây cứ là đây là cô dâu. Nước gì ngon quá vậy? Thì ba uống. Cái gì bóng thử nha. Cái này là mojo dâu đúng không? Dạ mojo dâu. Đó ngon ngon ngon. Ngọt có dâu rồi. Nó ngọt ngọt dâu ngon. Dạ uống thử. Ngon, nhưng mà có nhiều đường quá. Uống cho chắc cỏ luôn. Cái này, này con đưa cho dì ba. Những người mà dì ba, ôi dì ba đó giờ dì ba đâu có uống nước ngọt đâu mà con đưa cái này cho dì ba. Dì ba cái này á là ủa là của ai? Cái này ai biết của hai đứa luôn đó. Cho mẹ. Hai đứa kêu quá nhiều nước. Hai đứa uống gì? Mọi người nha, chào ông bà cô chú các bạn. Thì hôm nay á là Linh dắt Bảo Bụng đi ăn. Tại vì bữa giờ á là Linh đi ăn với bạn nè, đi ăn với chị nè. Nhưng mà Bảo Bụng á, tại vì do bận học buổi tối nên là không có thời gian dắt hai đứa đi ăn. Thì Bảo Bụng cũng có trách, thôi bữa nói gì ba sao lên thành phố là bỏ rơi hai đứa rồi, chỉ có bạn dì ba với bạn của mẹ không à. Thì hôm nay là dắt hai đứa đi ăn. Tại vì hai đứa muốn ăn sushi với ông bà cô chú, nên là cũng ăn sushi giống như hôm bữa của Linh ăn, nhưng mà ăn một quán khác. Tại vì ở đây xa trung tâm nên là chỉ có quán này thôi. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn nè, ông bà cô chú nè, các em nhỏ cùng thưởng thức nha. Dạ con xin mời ông bà cô chú ăn ta ăn bạc tuộc. Sao ăn bạc tuộc này là bạc tuộc hay là ăn bạc tuộc sống? Bạc tuộc sống nhưng mà có điều là nó lấy cường không chưa. Vậy ba sẽ bỏ wasabi vô. Dai quá hả? Ngon. Ngon, chất lượng. Chất lượng hả? Cái này không biết là Linh sẽ ăn một phần bụng cá hồi nữa nha. Hồi bữa có ăn rồi, hôm nay lại tiếp tục. Nhưng mà cái này ăn không có bị ngán mọi người. Ăn nó ngon đúng không Bảo Quỳnh? Nhà ba dì cháu có sở thích giống nhau không? Rất là thích ăn sushi, rất là thích ăn món Nhật nè. Mình thì mình thích ăn món gì cũng được. Món món ăn mực sống uống vừa. Xà lách này cũng ngon, cũng vừa ăn à. Ngon. Ngon không? Món xà lách ăn ngon. Ơi là có rau nho hả? Rau nho. Đây là xin mời mọi người thêm một miếng nữa nha. Mời mọi người ăn thêm một miếng đậm nó tuần. Béo kinh khủng luôn á. Ngọt béo. Hôm bữa ăn rồi, bữa nay ăn lại vẫn thấy ngon. Mình ăn cái này nha các bạn, mời chút. Linh ăn xíu cơm cuộn. Cái này là cơm cuộn tổng hợp. Cho cơm cuộn thịt heo chứ. Mình sẽ ăn thử cái món cơm gì mà nó chấm với nước mắm nè. Cái đó là tôm, gọi là tôm gì ta? Tempura. Tempura gì đó. À, con ri chiên bột Nó cũng giống như là tôm chiên giòn vậy. Con có muốn tôm cà không? Hay là kéo dạ. kéo nó qua con? Đổ. Con nghĩ không cần đâu. Ăn ngon các bạn, bà cô chú. Nhất là sushi á.
Công ty làm món chính ngon luôn. Con ăn con cả cảm giác như thế nào? Con cảm giác ngon. Mà ăn nhiều vô nó mình vẫn chưa ngán. Tại vì có cơm. Cơm này ngon. Ăn ba dì cháu hồi bữa giờ không có làm clip chung với nhau. Tại vì Bảo buổi lên thành phố là rất là bận học. Học từ sáng tới chiều luôn. Sáng thứ bảy thì mắc đi học bơi rồi. Buổi nên là cũng rất là bận luôn. Chỉ có tối thứ bảy này hai đứa mới rảnh để Linh dắt đi ăn đó bà cô chú các bạn. Đâu bữa nay mới thứ bảy rồi. Thì bữa nay chiều thứ bảy nè, mới có thời gian để dắt hai con đi ăn. Con bạn mời chú. Đâu như cái này béo quá, nó mới có phô mai chồng. Con ăn mì không? Dì ba gấp mì cho con. Dạ. Mì nha. Này à, tới thử tới món mì udon. Rồi mình ra ăn chứ là Linh gấp nó rớt ra ngoài. Thịt này thử nè. Mình vẫn ăn mặt. Ngon hơn món gì ba nấu ở quê không? Hả? Ngon hơn món gì ba nấu ở quê không? Sao nói nghe ai? Nhà bữa bằng cái cuối rồi ba. Bằng cuối gì ba nấu ở dưới quê hả? Lần dì ba có bao giờ mà dì ba bữa nay mà dì ba làm clip ăn mực sống với em? Ở dưới đâu có mực sống đâu con. Để hôm nào dì ba thử ăn bạch tuộc sống. Dì ba thấy cũng có một số người ăn á, nhưng mà dì ba chưa bao giờ dám ăn kiểu vậy trơn á. Làm video á chỉ có mình. Bếp ăn mà. Anh với anh hai mình ăn rất là ngon. Nhất là sushi, tại vì sushi là món chính. Mình ăn hả? Mình ăn nhiều nhưng mà mình vẫn không ngán. Tại vì có cơm. Có cơm với trong biển nó làm hương vị không ngán. Những không ngán nhưng mà mà cái này béo lắm á các bạn. Mình phải ăn, mình ăn nhiều vào để cho mình chơi. Ăn lẹ đi rồi đi chơi nè. Giờ mình ăn sushi nha các bạn. Dạ mình xong rồi là mình sẽ đi chơi. Chơi xong rồi là mình sẽ về. Cái sushi này có phô mai ngon lắm và béo. Béo ngậy. Dạ. Mình sợ mấy bạn mình đừng chửi mình ăn dơ nữa. Buồn lắm. Khóc nữa. Con ăn đàng hoàng đi. Con bóc không mà không dơ thôi được. Con có đôi đũa xong không cầm. Dạ, ngon quá. Con hỏi phải chay vô quần áo không? Mọi người nào mà cảm thấy thèm, có video mà bình luận thì có thèm cố gắng lên, cố gắng thèm đi. Để coi cái này rồi. Rồi không giới thiệu địa chỉ cho cô bà ông chú cô dạ. Bác. Dạ địa chỉ ông bà cô chú đây là quận Bình Chuân, phường 15. Cái này là LOL. LOL Bình Tân. LOL Bình Tân nha các bạn bà cô chú, đừng có nhầm mà hồi nãy mình đọc sai. Dạ. Dạ, dạ tuần một là cái đó là khu mua đồ cho khu mua sắm á, còn cái tuần hai á là cái chỗ mà mọi người vui chơi. Còn cái tuần 3 là cái chỗ mà mọi người ăn á. Mình với mẹ mình đã đi rồi. Đi cái 20 lần rồi. Con ăn đây chưa? Dạ. Con đã ăn đây rồi chưa? Tất nhiên là rồi. Và con còn nhớ cái chuyện mà bọn bị. Các bạn mình biết bà có một cái bạn bà cô chú có một món kỳ lạ. Đây là món gì đó? Cái này là đậu bắp chiên. Đậu bắp chiên xù. Cái này mình hỏi ăn xong mà biết mùi vị luôn rồi. Mình nhìn ở trong mà biết luôn rồi đó các bạn bà cô chú. Ai mà không thích ăn cái này nhưng mà phải kèm cái đó các bạn. Ăn ngon quá. Ngon á. Là bạn nào mà muốn ăn ngon hơn thì là lấy này chấm này
giò bỏ dưa cái này rất là ngon, nó mặn. Bây giờ mình ăn mì ô giò nha các bạn. Bạn ở dưới đây mì tưng lên tưng lên, mấy người đầu bếp là chắc là phải cực khổ lắm. Mới chắc là cái món này lâu cái gì người ta đầu bếp phải làm lâu á. Bạn mình bỏ vô súp cái gì, súp nó ngon ngon á bạn. Và cái chút này mình ngồi xuống mình ăn nè. Đây cái này cái gọi mà. Dạ mọi người ơi, thì hồi nãy giờ á là Linh với Bảo Buẩn ăn hết, tại chỉ còn cái tôm là còn cái rau củ chiên là chưa có Bảo Buẩn chưa ăn hết thôi. Chắc bây giờ phải tính tiền đi về á, tại vì cũng hơi trễ rồi mọi người. Chị ơi. Dạ tính tiền giúp em ạ. Dạ tính tiền giúp em. Cho mọi người xã thể thành viên hay nào? Dạ không ạ. Ủa đây có xuất hóa đơn công ty không chị? Dạ có. Xuất khi nào lấy có xuất liền được không? Dạ xuất hóa đơn điện tử hả? Là chị gửi qua mail cho em được đúng không? Dạ được. Em gửi ạ. Em gửi ạ. Hôm qua thì Linh cũng có đăng mấy cái video đi ăn á, thì mọi người cũng hỏi giá. Đây là hôm nay là Linh đây cho mọi người coi bill luôn nè. Thì có 1.035.000 à. Mà tính ra là tới 4 người ăn thì một người tầm 250.000 á. Cái này là tính luôn thuế với nước rồi đó ông bà cô chú các bạn. Thôi bây giờ thì Linh sẽ đưa Bảo Buẩn đi qua khu vui chơi. Con có muốn gói cái này đi về không? Dạ có. À sao con không nói cô gói cái này đi đem đi để qua bên kia chơi rồi uống. Cô. Gói giúp em ly nước này cho bé luôn. Bây giờ ăn xong rồi bắt đầu hai đứa nó sẽ đi chơi á mọi người. Nên sẽ đưa hai đứa qua khu vui chơi. Dạ. Bà của mình sẽ xuống dưới. Đi. Xuống dưới. Đi chơi. Ơi bỏ đi. Rồi ok đi về được chưa? Đi về. Rồi đi ra. Dạ, dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là dẫn Bảo Buẩn đi ăn xong thì xuống đây mua đồ. Tính cho hai đứa chơi nhưng mà trễ rồi nên là người ta đóng cửa. Thì bây giờ cái video của Linh tới đây là dài rồi. Linh xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú nè, các bạn, các em nhỏ vào cái video ngày mai nha. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video lên Facebook ủng hộ Linh nha.